Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày cuối tuần, trời nắng ấm và rất là đẹp nên Thúy Nga xuống xa xuống xính, mặc một cái đầm thiệt là xinh xắn và quyến rũ quý vị. Hôm nay là mình ngưng bán sầu riêng nhẹ để mình làm con gái chút xíu quý vị. Hôm nay Thúy Nga có hẹn với một tráng sĩ bí ẩn. Mà chàng trai bí ẩn này ngộ lắm quý vị. Tôi cũng biết ảnh là ai mà ảnh cứ đòi tặng quà tôi hoài mà tôi ngại muốn chết luôn đó. Thì bây giờ người ta tặng quà mà mình người ta có lòng mà mình không nhận thì mình có lỗi lắm quý vị. Nên bởi vì ngày hôm nay là Nga sẽ lái cái xe mới, làm như từ lúc mình mua chiếc xe mới mình lucky sao á, tráng sĩ đồ để ý quá. Hôm nay thì Nga sẽ tranh thủ một phút giây ngưng bán trái cây để mà đi gặp ảnh nha quý vị. Tan 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 tan, đây mọi người ơi, em đã tới nơi rồi. Đây là chợ Phước Lộc Thọ ở tại California quý vị. Trời ơi, hôm nay á chưa đến mùa hè mà tôi nói hơn người ta đậu Bắc Kinh đầy luôn, người ta đi rần. Em không có một cái nơi mà để đậu xe, đi mãi mới có chỗ đậu xe. Đây cũng xin giới thiệu với mọi người là ai cũng biết chợ Phước Lộc Thọ đúng không? Qua Mỹ mà không biết chợ Phước Lộc Thọ giống như đi về Việt Nam mà không biết chợ Bến Thành quý vị. Tất cả các khán giả, những bà con mà ở tiểu bang, từ các tiểu bang về đây chơi mùa hè là đa phần là phải đi chợ Phước Lộc Thọ. Tại vì khi đi đến đây cảm giác là mình sẽ giống như là mình đi chợ Bến Thành ở Việt Nam quý vị. Rồi lúc nào cũng đông vui, người Việt Nam không mà buôn bán sầm uất. Đôi lúc mà em vô đây em thấy họ còn đông hơn chợ Bến Thành luôn á. Thôi bây giờ nói gì thì nói, em phải đi tìm cái người đàn ông bí ẩn muốn gặp em và muốn tặng cho em một món quà mà không biết món quà gì, em lo quá. Thôi giờ mình đi vô đây để mình giới thiệu cảnh quan của chợ Phước Lộc Thọ chút xíu ha. Thực ra Phước Lộc Thọ thì ai cũng biết hết, nhưng mà ở trong này á, Nga thấy mỗi ngày á, lại mọc thêm nhiều quán xá nè, nhiều điểm ăn uống nè. Rồi đặc biệt á, là có nhiều cái mà lạ mà thiệt sự lâu lâu Nga vô một lần á, Nga mới biết là có nhiều cái mới lạ lắm quý vị. Mỗi ngày mình vào chợ Phước Lộc Thọ là có nhiều cái nâng cấp mới mẻ lắm quý vị. Đôi lúc giống như là nhà mình thì mình phải build lên cho đẹp chứ ha, chợ Phước Lộc Thọ nào cũng phải xây dựng rồi này nọ lên đó. Nó đẹp, đây là những món ăn Việt Nam mọi người. Bà con trong này người Việt không à. Nhiều lúc mình vô đây mình nói tiếng Anh là nhiều lúc người ta còn không biết luôn á. Alo, chị Nga. Philip hả? Dạ. Trời ơi, chị Thúy Nga đã tới chợ Phước Lộc Thọ rồi nè. Mà trong này trời, quá trời tiệm tụng, quá trời quán xá, giờ không biết cái chỗ của Philip ở chỗ nào vậy? Ôi em lầu 2, trên lầu 2. Vậy hả? Trên lầu 2, dạ. Và chị đi lên lầu 2 thấy bảo vệ ở trên trái. Nằm trên cái lầu 2. Ok, vậy đón Thúy Nga nha. Nhớ rải thảm đỏ đón Thúy Nga nha, hôm nay Nga lộng lẫy như một cái bẫy đó. Vậy luôn à, ok. Ok, ok. Kim cương trên bãi rải đâm bảo. Ok, rồi. Ê, đúng rồi, đây rồi. Chị Nga. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, bữa đây wow. Làm lễ dữ vậy. Trời ơi, người đàn ông bí ẩn của tôi đây, hôm nay mới vinh dự được gặp. Thấy hình mà chưa có được thấy mặt. Hôm nay là hân hạnh mới được gặp người đàn ông bí ẩn của Thúy Nga, đây là Philip quý vị. Sao Philip không có rải thảm đỏ cho Thúy Nga đi lên vậy? Phải rải hột xoan để mà đẩy. Cái gì? Đón rải, chị Nga. Cho rải hột xoan đón Thúy Nga. Rải thảm đỏ là thường rồi, đúng rồi. Trời ơi. Người ta là rải thảm đỏ, đây rải hột xoan đón Thúy Nga quý vị. Đi vậy, liền. Fan mà hâm mộ chị fan chị Thúy Nga lâu rồi mà giờ mới được gặp. Ok. Đang trẻ ghê luôn. Rồi, mời cảm ơn Philip nhiều. Đây là tiệm PJ Jewelry của Philip. PJ Jewelry của Philip quý vị.
Wow, đẹp quá à. Tự nhiên em vô tới tiệm hột xoàn em muốn ngất xỉu trên đây vậy đó. Trời ơi, em mê hột xoàn dữ lắm. Hôm nay là người ta hả, không phải là trải thảm đỏ mà trải hột xoàn đón tôi đó quý vị ơi. Đây, Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu quý vị tiệm hột xoàn Peaches Jewelry. Dạ, PJ Jewelry. Jewelry, Jewelry. Rồi em mê hột xoàn mà sao cứ mỗi lần nói tiếng Anh là em lúng túng dễ sợ luôn vậy đó. À, hôm nay Thúy Nga rất là hân hạnh và vui mừng khi được gặp người đàn ông giấu mặt mấy tháng nay. Ảnh gọi cho Thúy Nga từ cái hồi mà Thúy Nga ở Việt Nam tới giờ quý vị, mà bây giờ về tới Mỹ rồi. Cũng một tháng rồi, bây giờ mới là có một cái cuộc hẹn hò để mà nhìn mặt đại gia hột xoàn này ha. Đại gia có lời gì muốn nói không? Dạ, hôm nay rất vui được gặp chị Thúy Nga ở đây, rất vinh dự. Rồi, thay vì em trải thảm đỏ đón chị Thúy Nga, thì em trải hột xoàn đón chị Thúy Nga. Chị Thúy Nga, chị thích hột nào thì em tặng chị hột đó luôn. Trời ơi, tôi có nghe lộn không? Coi như không, là... không. Trải thảm đỏ thì không, mà trải hột xoàn ra rồi chị Thúy Nga thích hột xoàn nào tặng chị Thúy Nga hột xoàn đó hả? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đang buồn ngủ lắm quý vị, hôm qua đi diễn về đó. Mất ngủ dễ sợ luôn, bây giờ nghe xong tỉnh ngủ luôn á. Ủa, tặng thiệt hả? Dạ. Kỳ thì chị, không? Thì chị Nga cứ lựa, tại vì em rất là hâm mộ chị Thúy Nga. Thôi chị ngại lắm. Thôi không sao. Tại vì cái tánh của chị thích hột xoàn là chị thích hột 100.000 đồ đổ lên không mà. Dạ. Mà tự nhiên chị xin cái 100.000 nó có kỳ quá không ta? Thì chị cứ lựa coi cái mẫu nào, hột nào thì chị thích thì chị lấy. Trời ơi, tự nhiên thấy một cái gì đó nó mắc nợ nhẹ nhẹ quý vị. Trời ơi, mắc nợ nhẹ nhẹ mà người ta tặng hột xoàn, yeah, hột ơ đồ mà 100.000 luôn. Thôi mắc con mắc nợ đây, nhau lắm. Có cái hột màu hồng nè, một mới sưu tầm rồi 100.000 đó, chị coi thích không? Thiệt hả? Dạ, màu hồng mà là hiếm lắm. Phải không? Màu hồng là rất là hiếm, loại hột xoàn màu hồng là hiếm nhất trên thế giới này. Đâu, em cho chị coi đi. Đây, để em lấy cho chị coi. Trời ơi, mọi người ơi, vì là hôm nay em tới đây em được trải hột xoàn của chị ơi. Wow, đẹp quá em ơi. Dạ. Ủa, hột xoàn màu hồng lần đầu tiên chị cũng thấy đó nha. Dạ, đúng rồi. Chưa bao giờ thấy hột xoàn màu hồng nha quý vị. Đây, cái này là cái mặt. Mà nếu mà ở ngoài thị trường nó bán cái này nó có giá dao động lắm chị. Nó có thể từ 250.000 cho tới 500.000 một viên cho cái size 2 carat này. Rồi cái hột này hiện tại nhiêu? Hột này hiện tại là cái chỉ có 100.000 thôi. 100.000? Dạ. Đây là cái hột xoàn màu hồng quý vị, lần đầu tiên mà Nga thấy quý vị. Trời ơi, cái hột xoàn này trị giá 100.000 quý vị. 100.000 USD chứ không phải 100.000 đồng Việt Nam nha mấy anh, nha mấy chị. Trời ơi, tự nhiên cái người ta tặng tôi cái hộp này ha, chắc tôi phải làm nô lệ nè, nô tỳ nè, tôi làm thê thiếp, tôi làm bé, tôi làm tất cả những điều gì ở trong nhà của Philip thì tôi mới trả nợ hết cái hộp xoàn 100.000 đô này, mà chưa kể cái vỏ. Trời ơi, sao tao biết tôi thích màu hồng ta đưa vậy? Màu hồng đẹp. Đẹp quá à. Thấy chị. Thôi cầm lấy dĩa chứ không có dám nhận cái này đâu. Nói chứ đây mọi người ơi, yeah, hôm nay thì thật lòng là Nga đến đây thì là cũng muốn gặp mặt Philip. Nga với Thúy Nga với Philip nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Và Philip là rất là có nhã ý tặng cho Nga một món quà gì đó. Nhưng mà cái món quà này nó giá trị quá, thôi chị ngại lắm. Nhưng mà nếu mà ai mà thích cái hột xoàn này cũng có thể đến cái tiệm hột xoàn này ở tại chợ Phước Hộc Thọ nha quý vị. Trời đẹp quá mọi người. Dạ. Đẹp quá không? Chị nhìn chị thấy nó chiếu lung linh luôn. Ủa, giả bộ cái này là cái nhẫn cũng xuất sắc luôn. Dạ, mọi người. Dạ đúng rồi. Ủa, cái hột này mà đã 100.000 nữa em. Dạ đúng rồi. Nó nhỏ xíu 2k. Nó nhỏ xíu rồi. Dạ. Chỗ nó nhỏ bình thường xíu 2k là chỉ có vài chục ngàn, mười mấy 20.000 cũng có. Mà cái này cái màu hồng nó hiếm lắm. Màu vàng đã hiếm mà màu hồng hiếm. Dạ, màu hồng là hiếm. Chị không thích màu hồng này thì em sẽ có màu hồng khác tặng cho chị Nga. Đây là ruby hồng và đây dây chuyền này, những cái lắc tay này là em mới làm xong. Rất ủa, là cái đẹp. Này là làm như người ta biết tôi thích màu hồng hay sao trời. Yeah. Hay là do nên chị đánh son hồng với tay hồng. Ôi, trên tay chị màu hồng luôn. Ồ, ruby hồng dây sang quá ha. Dạ. Coi như tặng chị nữa. Tặng chị cái dây, cái lắc tay cho nó. 2, 4, 6, 7. Dạ. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Để Nga chọn một cái sợi dây về màu hồng đi ha. Dạ. Yeah. Sợi dây này cũng sang nè. Mà cái tay chị nhỏ lắm á nha. Nhiều lúc em làm sai được không có sao hết. Chỉnh được phải không? Chỉnh sai chị muốn cỡ nào cũng đeo được. Đeo thử cái này coi. Cái này mình đeo kèm với cái vòng này nó có vô không ta?
giờ em đeo thử rồi. Ủa, thì em cắt vừa, bớt một hơi cái. hơi rộng dạ, nó hơi rộng tay thì tay thấy nghe hơi cắt nhỏ bớt không? Một cái mắt dạ đây nè, lấy một cái sợi nào mình có thể đeo vô này, nó vô một cặp được không ta? Cặp thì cái sợi cái lắc thì nghĩ cái này nó vô này, vô không đây ha. Thì cái này thì nó màu trắng, cái này là đá ruby cao cấp, là giờ hiện tại em chỉ có 7 giây thôi. Chỉ có 7 giây thôi hả? Dạ, cái này là vàng trắng và màu vàng à, và kim cương, ruby đi với kim cương. Em nói nhẹ một cái giá của một sợi này cho chị biết coi. Dạ, cái giá này thì ở trên này mỗi cái nó có giá ở trên này. Thì cái giá này là 5.001 và... Dạ. 5.001? Dạ, nhưng mà khách đặc biệt của fan đặc biệt của chị Thúy Nga đó là đương nhiên là có cái giá đặc biệt. Wow. Yeah. Cái sợi này nó mảnh mảnh như cái sợi chỉ gì quý vị mà 5.001 nha quý vị. Rồi cái sợi này xương xương là giá nhiêu ta? À. Wow, cái sợi này để Nga đọc giá nè, 4.950 đúng không? Dạ đúng rồi. 4.950 nha quý vị. Đó. Nhưng mà nói nào cũng hay nha, cái sợi này nó to to gì á, nó rẻ. Nhưng mà nó không đẹp bằng cái sợi mảnh mảnh này em. Dạ, cái sợi mảnh mảnh này nó sang chảnh hơn nha. Yeah. Nhìn nó đẹp hơn. Đúng rồi. Ừ, cái sợi này to to vậy mà nó lại bởi vì tiền nào của đó liền ha. Dạ, không? Đúng rồi. Chứ đừng nghĩ mà to chà bá gì là mắc nha quý vị. Đó, nó mảnh gì nè. Bà nội tôi cái này bả mảnh gì thôi đó mà 5.001 đó quý vị. Còn cái này nè. Cái này nè, đó, cái này là tới bao nhiêu ta? Có 4.900 thôi. 4.900. Bây giờ đi coi cái màu vàng coi. Đây, đi nghe nghe. Cái đó thì wow. Sợi này là 7.450 đô nha quý vị. Để coi sợi này bao nhiêu đây. Wow, 4.650 đô. Ừ. Đây là bao nhiêu nữa? 3.250 đô. Wow, 4.995 đô. Sợi nào cũng đẹp quý vị. Dạ, yeah, đúng rồi. Thôi ngại quá. Chị lấy sợi nào? Ngại lắm. Hồng hết là đi chung hợp với lại cái tay của chị luôn. Thôi. Dạ. Để chị kiếm cái gì tượng trưng thôi. Thúy Nga kiếm gì tượng trưng. Chứ bây giờ mà Thúy Nga mà lấy một cái món mà nó quá mắc tiền, Thúy Nga mà sợ mắc nợ lắm. Đeo chơi thòm wow, thèm vậy thôi chứ không có dám lấy đâu. Nè, tháo đi. Tháo đi ngại lắm. Để chọn món khác đi. Em chọn cái món gì mà rồi. Khoảng 100,000 đô á. Ồ dạ, 100,000 đô. Ô mọi người ơi, nãy giờ Nga nhìn ở sơ đây, Nga thấy là ở đây có bán đồng hồ Rolex luôn nha. Đồng hồ Rolex nha. Dạ. Ai bây giờ chị sương sương lắm. À, có cái hột xoàn vàng này nè. Ồ, chị Nga biết nhìn ghê. À, mình thích cái hột xoàn vàng này thôi nè. Hột xoàn vàng xương xương này đi. Xương xương. Tôi thích cái gì đó, nó màu vàng, nó phong thủy, nó hợp với tôi dữ lắm luôn á Đa. Dạ. Cái này thì cái loại láp cho nên nó rẻ. À gì hả? Dạ. Nhưng mà cái hạt này có phải diamond không? Diamond, một loại diamond. Diamond luôn hả? Trong nhà máy. Chà, dạ. Không đeo vừa nha. Và bảo hành trọn đời, tức là không có súng màu. Yeah. Cái hộp này là bao nhiêu ca? À, cái hộp đó là khoảng 5 carat. 5 carat. Ừ. Dễ thương quá ha. Yeah. Để coi xương xương cái giá của nó nhiêu nè. Để coi té ngửa nè. Cái đó thì wow. Nhìn không biết nè, cái gì 3.900 yeah. Bao nhiêu đây? À cái vỏ là 3.900. Ừ. Dạ, yeah. Và đang giảm còn lại là đang giảm giá là còn 1.150. Rồi cái vỏ. Cái viên của nó nhiêu? Dạ cái viên của nó 5 carat thì của thương hiệu US One. Cứ vô tới tìm hột xoàn là mê mẩn gì đó mọi người. Là khoảng bao nhiêu? Dạ cái viên đó là 5 carat thì nó là có giá là 7.500. Wow. Dạ. Cái viên này không đó quý vị là 7.500. Một viên diamond của nó thường là nó cụ thể mình có biết được nó là bao nhiêu cái giác ở trong không ta? Ờ, cái giác xung quanh cái khất đó hả chị hả? Ừ, cái khất đó gọi là cái khất. Cái khất thì tùy trên mỗi cái viên nó khác nhau. Nhưng mà chị thấy hình như là nó cao nhất cũng khoảng 60-70 giác phải không? Hoặc khoảng 50-60 giác. Thì mỗi cái diamond nó khất khác nhau cho nên em không có biết chính xác được đó là ồ vậy hả? Nghe là nghe có tưởng là nó phải có cụ thể giác ra chứ. Giác thì mình có GAA. Thì khi mà mình đúng rồi, mình mua nó có kiểm chứng, nó sẽ báo cho mình là có bao nhiêu giác chứ. Đúng rồi. Chỗ đẹp của mọi người, 7.500 với cái này. À, sao tôi vô tôi rờ cái món gì nó cũng nhức đầu trơn cái gì. Nè, nó chiếu quá, nó chóng mặt luôn. Em rờ món gì nó cũng nhức cái đầu lâu quá, nặng quá.
Ôi còn cái gì mà nó xương xương không? Ồ mọi người ơi, đây có đồng hồ Rolex nữa, nhưng mà phải Rolex không ta? Ồ dạ không, không phải cái đồng hồ. Cái hả? Cái này không phải Rolex. Dạ không phải Rolex. Đây, dạ. Đưa coi coi thử coi nè, coi có cái gì mà nó nhẹ nhẹ, nó xương xương thôi. Dạ. Mình không muốn cái gì mà nó mắc tiền quá quý vị. Đây nè, người ta tặng mà. Người ta tặng thì người ta cũng có ý, nhưng mà mình thì cũng có lòng mình nhận, nhưng mà mình phải chọn món gì cho nó xương xương, chứ mình chọn nhiều lúc nó lố quá, cái tự nhiên cái xong cái chương trình này tự nhiên thấy người ta unfriend, lock Facebook mới vô gì nữa. Ôi nói chứ, dễ thương quá. Nói chứ thật sự ra nãy giờ là Thúy Nga đến đây chưa có review hết quý vị, nhưng mà Nga nhìn cái cửa hàng trang sức của Philip á, là Nga mê mẩn luôn. Vừa lên lầu là nằm giữa trung tâm nếu quý vị, thì bây giờ là Nga sẽ chọn một món Nga thích nha. Dạ ok, chị Nga lựa đi. À Nga rồi chọn lấy một món Nga thích. Để em bỏ thì, hộp cho chị Nga luôn. Thì mọi người biết từ trước giờ là Nga cũng rất là mê trang sức. Nhưng mà dòng nhẫn thì đa phần là Nga cũng có cũng khá nhiều mẫu rồi. Nhưng mà riêng bông tai á, Thứ Nga rất là thích những cái mẫu bông tai mà nó làm sao mà đeo nó hơi cá tính một chút, mà nó không được yểu điệu, nhưng mà nó phải có cái họa tiết diamond một chút quý vị. Thì là hôm nay là cho tôi chọn bông tai được không? Dạ bông tai đây, bông tai bông. Đây bông tai đây, nguyên nghĩ vậy bông tai. Tại vì em là chuyên thiết kế cho nên em chỉ thiết kế một số mẫu. Dạ, rồi khách nào thích thì em mới làm ra cái mẫu mới. Cho nên ồ, có nghĩa là dạ. bên Philip là thiết kế luôn. Dạ, thiết kế vẽ mẫu ra luôn. À, vẽ mẫu dạ, ra luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là hôm nay Nga sẽ chọn một mẫu bông tai gì mà dạ, nó hợp với phong cách của Thúy Nga để dạ, Nga thay thế cái đôi bông tai này đi, chứ bây giờ lâu năm quá rồi mình đeo có một đôi nó cũng kỳ lắm. Thì đừng nghe coi. Mấy cái này nó hơi yểu điệu quá nè. Dạ. Đó, đây, dạ, cái này nó hơi yểu điệu quá nha. Cái này nó rất là nữ tánh quý vị. Nga thì là nhìn con gái gì thôi, nhưng mà cái cốt con trai nên là phải đeo cái gì nó hơi cá tính với mình chút xíu nha. Dạ yeah. Để Nga coi. Đây là hết rồi phải không em? Dạ yeah, hiện tại đây em mới làm một số mẫu và đang làm thêm nữa. Dạ yeah. À cái này là cái gì vậy? Phải bông tai không? Ồ, cái mẫu này là đặc biệt nè, em mới thiết kế xong luôn, mới làm xong luôn nè. Chị wow. Nga chọn hay ghê. Trời ơi. Trời ơi. Cái lão quá vậy. Mới thiết kế xong luôn, nguyên một bộ của nó đó chị Nga. Nguyên cái concept của nó đó hả? Dạ, nguyên một cái. Ủa sao nó rần rần vậy, nó tới 3-4 món trên dạ, ấy luôn vậy? Đó, cái này mình đeo dưới tay và hai cái này là mình đeo hai chân. Wow. Hai. Nó cũng lạ lắm, hộp xoàn là xoàn thiên nhiên hết. Xoàn thiên nhiên luôn. Dạ, hộp trắng quá wow, sạch đẹp lắm này. Em mới làm xong tức thì luôn á. Ủa đẹp quá mọi người ơi. Cho bây giờ cho tôi thử đi. Thì em mới thiết kế hai đôi, thì một đôi là nó nhỏ, size nhỏ, và một đôi size lớn thì có cái chị, cái cô kia cổ tay cổ giá tay cổ bự á, thì cổ lấy cái size lớn rồi, nó gấp rưỡi cái size này. Thì còn một đôi size nhỏ này thì chị Nga thích thì em bỏ hộp, chị Nga đem đi biểu diễn luôn. Trời em, cái đôi này có hợp với chị không? Chị thấy nó cá tính lắm nè. Dạ. Yeah. Còn mọi người ơi, cái đôi này dễ thương giống quá như này. Cái này là dòng nước nó chảy xuống đó. Kiểu à, dòng nước suối, nó chảy xuống. Sao nhìn nó cũng hơi dạ, hơi giống cái bàn tay của mình em. Ờ dạ đúng rồi. Nó có năm cái cánh vô nè, nó cụp vô nè. Dạ, để bây giờ nó nhiều ý nghĩa. Ừ, nghe trải nghiệm nha. Nó thử. Dạ. Ồ, cái này nó không có cần cái đuôi cặp mà nó cặp vô này là vừa đẹp không? Ủa chết cha, sao đẹp vậy? Wow. Ồ. Trời ơi, so cute mọi người ơi. Ồ, dễ thương quá hả? Dạ. Ủa sao đẹp giống quá, như làm cho tôi vậy trời? Giống như là của nó chờ người tới lấy. À. Trời ơi, sao nó dễ thương vậy? Cái này. Ủa, rồi còn ba này nhét ở đâu? Ba cái này chị Nga móc vô tay á. Ồ, dạ, vậy hả? À, rồi, biết dạ, rồi, đúng rồi. Cái này, cái phong cách này Nga rất là thích nha mọi dạ, người. Cái này là phong cách này là tôi thích từ lâu rồi, mà hôm nay tôi mới được chiêm ngưỡng nè mọi người. Trời mọi người ơi, em đeo xong được cái này là cũng đỏ hết cái tay em luôn, nhưng mà rất là đẹp nha mọi người. Trời ơi, sao nó lạ vậy trời. Diamond hết luôn em? Dạ, diamond thiên nhiên hết, hộp trắng đẹp lắm. Đó, cái đó là mới nóng hổi, mới ra lò luôn. Sang trọng, quý phái. Ừ, cái kiểu này lạ quá à. Thích quá mọi người ơi. Nó rất hợp với phong cách của Thúy Nga ha. Bộ đồ cái này sang mặt, trọng. Mặt đầm yểu điệu cũng được, mà dạ, mặt đầm sang cũng được. Mà đặc biệt nha, Thúy Nga thấy gì nè mọi người. Có nghĩa là cái kiểu này á là mình có thể đeo xuống này cũng được, nhưng mà theo Nga thì Nga bẻ này
cho nó đi với cái dòng của cái vành tai này luôn. À. Rồi lần đầu tiên thấy diamond mà đeo cái vành tai mọi người. Em cũng mới thấy lạ, chị nghe con mắt thẩm mỹ. Thấy không? Dạ đúng thấy rồi. Con mắt thẩm mỹ không? Này phải người biết đeo thường xuyên biết chơi á thì mới. Trời ơi, nghe rất là mê trang sức nha. Đây chị Thúy Nga còn một cái mẫu này em muốn tặng chị luôn cho nó đủ bộ luôn. Trời cái gì mà tặng nhiều vậy? Đây, tặng nhiều quá, mai mốt em cứ làm vậy hoài đi nha, chị thích quá à. Dạ. Fan trung thành chị Thúy Nga mà. Ủa cái này là mình đeo đâu? Mình đeo bên tay trái chị Thúy Nga. Tại cái này thiết kế riêng cũng đặc biệt. Bên tay này luôn. Cũng bên tay này luôn. Bên tay phải chứ. Tay đó tay phải. Nếu mà đứng đây là tay phải nữa. Tay phải. Dạ dạ. Nhưng mà nếu mà nhỡ may người ta thích đeo hai bên thì tại sao mình không có cho diamond chạy hết hai bên ta? Dạ được. Thì em thiết kế cho nó chạy hết diamond hết cái dòng luôn. Đây bây giờ là Nga đeo thử, cái này là có 3 dòng nha quý vị. Còn để Nga đeo thử cái này một dòng của nó làm sao nha. Đây mọi người. Đây là một cái kiểu đeo trên cái trái tai mọi người. Bình thường là Nga thấy có nhiều bạn hay là tỏ nhiều lỗ sẽ đeo nhiều cái bông tai. Giống như chị này, trời ơi chị đeo mấy cái trên tai vậy? Chị này phụ quán đúng không? Dạ chị Trâm. Rồi chị Trâm chuyên gia về diamond. Chị đeo mấy cái trên tai vậy? Ba cái lần em thấy chị đeo ba lỗ luôn kìa. Trong khi ở đây nè Thúy Nga chỉ còn xỏ một lỗ thôi mà Thúy Nga có đeo đặc biệt nhất. Dạ Thúy Nga có thể đeo một cái này. Và đeo một cái này thì đặc biệt là nó có một dòng mà quý vị mình đeo vô cái cụp được liền luôn. Thì là cái mẫu này á đeo vô á thì Nga thấy nó không hợp bằng với lại cái ba cái dòng nhỏ này quý vị. Ba cái dòng nhỏ này đeo nó ấn tượng hơn nha mọi người. Ha, đúng không? Dạ đúng cảm rồi. Cảm thấy nó hợp hơn. Em thấy cái này nó đẹp á. Nhưng mà cái này giống như ai mà làm biếng á, muốn nhanh á thì là mình đeo cái này. Còn nếu mà ai mà có thời gian á, điệu thì có thể ba cái này chia ra. Rồi. Rất là thích nha. Rồi. Mình lấy hết cả ba được lấy không? Lấy hết ba luôn. Ok, em bỏ hộp liền. Không, trước khi tặng thì phải hỏi giá, coi nó cao quá mà không có dám lấy đâu đó. Trời ơi, tặng hỏi giá cả nữa. Ôi, phải muốn hỏi giá cả để cho người ta biết là món quà mình giá trị 100 đô hay là 300 đô hay là vài ngàn đô hay sao chứ. Thì cái bông bàn tay á là giá là 2.100. Nhưng mà nếu mà fan chị Thúy Nga mà đặt mua á, thì em đang có giá đặc biệt cho fan của chị Thúy Nga. Ủa phải không? Dạ, giá đặc biệt là nhiêu? Là đang sale chỉ còn lại 1.590 đồng. 1.590 đồng? Dạ. Trời ơi. Diamond thiên nhiên mà vàng trắng. Diamond đó quý vị. Dạ. Giá rất là rẻ đó em. Dạ. Giá rất là em. Vậy đặc biệt hôm nay chị Thúy Nga tới mà. Phải có giá đặc biệt. Chị mua một đôi tay vậy nhớ chị mua khoảng tầm là 3.000-4.000 được không quý vị? Dạ đúng nhưng rồi. Mà với một cái đôi này là cái tổng giá trị carat trên này là nó bao nhiêu viên và bao nhiêu carat em biết không? Dạ cái đôi bông này là khoảng 2.2 carat. 2.2 carat. Dạ thì nó là từ 1.3 tới 1.4, 1.3 đi 4. Ừ. Dạ nó hay. Thì cái giá thị trường bây giờ là nó đã là 600-700 một carat rồi. Wow. Tính ra hộp xoàn không là đã hơn gần 1.500 rồi, chưa kể vàng và công gắn vô. Mỗi công gắn vô mỗi hộp đó là 2 đồng mà chị tính ra cái này mấy trăm hộp nữa. Wow. Nên tính ra là tới 2.000+ cái đôi bông này mà giá đặc biệt cho fan chị Thúy Nga là chỉ có 1.590 đô thôi. Mà wow. Vàng trắng nha quý vị. Có nghĩa là đôi này là 2.100 nha quý vị. Nếu mà fan của Thúy Nga mà đến đây mà thích cái đôi này giống Thúy Nga mà đặt á nha quý vị. Có nghĩa là sẽ còn có 1.000+ thôi, nhưng mà riêng của đôi này thôi quý vị, còn cái đôi này nó tùy theo cái phân vàng và phải báo giá sau. Nhưng mà trời, tự nhiên tặng món quà lớn tiền quá ngại quá hả? Dạ đâu, lâu lâu mới được chị Thúy Nga ghé thăm mà. Đâu có sao nhưng mà đâu. Nó làm cho chị thích quá à. Chị chịu đó. Thì bỏ hộp. Chị chịu đó. Thì đem về đeo. Thấy không, người ta tặng quà mình phải nương quý vị, mình lấy một sản phẩm gì khoảng 2.000 thôi chứ mình lấy mà nhiều tiền của mình cũng ngại lắm quý vị. Mình rất là nhưng mà đẹp không quý vị. Cái này là trước giờ đã có ai đeo chưa hay là chị chưa. Là người đeo đầu chị tiên? Chị người đeo đầu tiên và cái mẫu này là đầu tiên em mới làm ra, thiết kế ra mà chị chọn đúng cái mẫu mới luôn á. Nhưng mà cái mẫu lớn hơn là cũng có người lấy rồi đúng không? Mẫu mới thì có người, mà cái mẫu kia lớn thì nó hơi khác chút xíu. Có người lấy rồi. Wow, dễ thương quá mọi người. Hôm nay thấy Thúy Nga đeo một cái trái bông tai lạ, nhìn xinh luôn mọi người. Nhưng mà vào lát nữa em cho chị thêm một cái đặc biệt nữa là fan khi mà mua cái này là được sẽ có thêm quà tặng, là
núi quà tặng cho fan chị. Có nghĩa là fan của Thúy Nga mà coi cái show này quý vị. Nói chung là những khán giả nào mà coi cái clip này trên Thúy Nga channel đó quý vị, mà đến đây mua là cái này là vừa discount ha. Dạ đúng rồi. Nga là người đeo đầu tiên mở hàng đó. Ai bắt chước thì cứ liên lạc để đặt hàng nha. Còn nếu mà ủa đến mua là tặng quà tiếp nữa hả? Ngoài discount rồi còn dạ, tặng nữa hả? Dạ ngoài discount thì còn hả tặng quà thêm, quà tặng đặc biệt mà rất là lớn nha. Ồ, vàng và kim cương luôn chứ không phải là tặng bình thường nữa, tại vì đã nói là trải thảm kim cương mà. Trời thích quá à. Có nghĩa hôm nay là ai mà coi cái video này là cũng được trải thảm kim cương đón khách tới vậy quý vị. Mua là được tặng hột vàng sùm trời đất luôn, tặng quà sùm trời đất luôn. Thích quá đi. Thôi nhưng mà giờ để tôi đeo cái này luôn đi. Đừng có đưa hộp nữa, nói chứ cũng đưa hộp đi. Nhưng mà để Nga thay cái này vô nè. Cái này vô Nga thích hơn nè. Đó. Coi như em lấy combo hết luôn nha. Lấy combo luôn. Dạ. Đây chị Thúy Nga đeo là ai hỏi là cái Philip. Ấy nhưng mà mình đeo cái này nó có dễ rớt không ta? Hình như Nga thấy nó chặt lắm mọi người. Cũng tùy nha mọi người. Những người mà cái trái tay mỏng á là phải đo. Chứ còn nếu mà cái trái tay Nga nó dày á thì là đeo á, nó ôm. Chứ những người nào mà trái tay mỏng á nghe là nó không có dính vô đâu, nhưng mọi người nghe cảm giác là vậy á, đúng không Philip? Dạ đúng rồi, nó tùy cái trái tay của mỗi người khác nhau mà em sẽ làm nó rộng hay nó chật lại. Dạ em phải đo cái trái tay của mỗi người. Thì cái này ở đây là em ship xuyên bang luôn mà nó rất an toàn. Ủa ship xuyên bang được luôn? Ship free trên mà mua trên. Có nghĩa là ai mở tiểu bang á không có thời gian mà qua Phước Thọ và ở Cali á thì cũng có thể là ship xuyên bang tiểu bang cho mọi người được luôn nha. Đúng rồi, rất là an toàn. Hôm nay Thúy Nga rất là vui mừng khi mình có một đôi bông tai mới quý vị. Cũng rất là hợp với Thúy Nga nha mọi người. Đúng không? Mọi người nhìn thấy hợp không? Xuất sắc. Xuất sắc phải không? Thôi cái này bỏ đi. À, cái này hả? Không, bỏ cất đem về. Tại nó cũng diamond. Tưởng đâu. Lấy cái này luôn ha. Đó cho nó đủ nguyên, combo. Nguyên combo mà. Ừ. Rồi. Trời ơi đẹp quá, quá mọi đẹp người luôn, ơi. Chị Nga. Thích quá mà, mọi người đó. Chưa hết nha chị Nga, còn quà tặng cho chị Nga nữa. Quà tặng. Tặng gì tặng quà vậy? Tại vì cái này là một bộ trang sức mới ra lò, em mới thiết kế ra nguyên một cái dòng trang sức. Giận quá, cái tặng hoài thích dễ sợ luôn á, tặng nó đi. Rồi. Trời hôm nay vui mọi người. Đây. Đến đây tao nói được tặng quà sợ mà. Trải thảm đỏ luôn hả? Kim cương. Trời ơi, chết rồi. Cái vụ gì nữa? Rồi. Thôi chị không có lấy đâu. Đây, nhiều đây, quá. Đây, đây, ủa đây, cái gì đây, vậy? Đây. Trời ơi, đừng có nói lấy kim cương tặng tôi nha. Cái này là dòng trang sức Italy trang sức. Wow. Thiết kế của Ý và do BJ thiết kế và làm tại Italy. Đó. Cái dòng này. Cái này là vàng trắng em. Dạ, cái này vàng trắng bọc bên ngoài rất là dày và bên trong nó là bạc nguyên chất cho nên mình đeo nó không có bị đen lên. Không có bị xuống màu, nó không phải là giống những cái sản phẩm bạc khác. Mình đeo một thời gian nó xuống màu nhưng mà cái này đeo hoài luôn. Là nó đeo hoài luôn màu, mà nó y chang vàng thiệt vậy luôn hả? Y chang vàng thiệt luôn. Ủa sao đẹp dữ vậy trời? Đó giờ chị Nga cứ lựa. Nhưng mà giá cả phải chăng không? Giá cả phải chăng. Ủa thiệt hả? Dạ. Mấy cái này là dây chuyền hay là gì vậy em? Dạ, cái này mặc dây chuyền. Đây chị Nga chọn cái dây chuyền đi. Ui. Đây. Chọn toàn dây những chuyền. Món tôi thích không vậy trời. Chọn bất kỳ dây nào. Ủa bên này là cũng vậy luôn em? Dạ đúng rồi, cái đó là mặc dây chuyền. Cuộc đời tôi chắc tôi ngủ trong một xoàng được nữa. Hột xoàn nhiều quá nó rơi vãi ra đây luôn nè. Trời nhiều quá nhìn đó. Rối quá không biết chọn rồi, gì luôn á. Cái này bông tai toàn ten. Ồ có bông tai luôn. Rồi lắc tay. Có lắc tay luôn. Chuyện. Rồi chị Nga lựa là cái này là những cái sản phẩm này là sản phẩm của bạc trang sức Ý. Bọc vàng trắng bên ngoài. À Ý, bọc vàng trắng bên ngoài. Đúng rồi. Trời ơi đẹp quá, riết rối giờ mình ôm về hết được không ta? Có kỳ không? Chắc rồi, hơi lố đâu quý vị. Chị Nga lựa lắc tay, mặc dây chuyền, bông tai rồi. Để chị coi nha. Chị coi cái gì mà chị chọn nó tao nhã chút thôi. Chị không có thích cái gì nó quá rần rần đâu em. Dạ, rồi chị lựa cái nào cho. Ôi đeo cái này đi đường ngoài bonsa ta tưởng tôi giàu thiệt, cái giật cái rồi sao ta. Chẳng lẽ tôi đeo cho tôi nói này không phải hột xoàn phải không? Dạ, tiền cướp nó có giật nó cho mày luôn. Ồ cái này là mọi người biết không, cho những người thích đeo trang sức nhưng mà không có điều kiện nha mọi người. Đeo cái này lên nó thiệt sự nó sáng cũng không thua gì hột xoàn đâu quý vị. Nó như diamond luôn quý vị ơi. Dạ. Ồ nó sáng giới luôn á. Cái này mình đeo mỗi ngày đó chị, tại vì cái công không công, đen hả? Không đen, đi hồ bơi thoải mái luôn. Không đeo hồ bơi được luôn. Đi hồ bơi thoải mái luôn, tại vì đã. Như một cái mặt này là giá trị nó khoảng bao nhiêu tiền em? Ừ.
hôm nay lại có đặc biệt cho fan chị Thúy Nga nữa là được 65% off dựa trên cái giá này. Là 65% off luôn. Là mỗi cái sản phẩm này nó có giá ở trên đây. Ví dụ cái giá này là 435 đồng. Thì tính ra 65% off là nó còn có rất là rẻ. Ôi đẹp quá ha. Dạ. Mà tại vì ở đây là hàng rất là cao cấp, mình đeo em xử lý được công nghệ đeo không bị đen. Và rất là chất lượng luôn. Dạ. Ôi quá trời luôn nè mọi người. Thì chỉ còn có 152 đồng thì còn nó bao tùy nhiêu? Mặt 152 đồng chị. Ủa rẻ vậy hả? Dạ, giá cái này là làm bằng tay hết nha chị. Đó, đính, wow, đính hàng bằng tay lên. Hết đó mọi người. Dạ, hàng thủ công. Chết cha rồi. Chương trình là chương trình em rối não với trang sức rồi quý vị. Có nghĩa là trên này là những cái sản phẩm này là Nga nói tượng trưng, hỏi tượng trưng thôi. Còn cái này là bông tai đúng không em? Dạ, cái đó bông tai. Hình như chị cảm giác đôi bông tai này chị đeo cũng đẹp lắm em. Ồ, bông tai đó sang đó chị. Nè, bông tai này đeo cũng cá tính lắm đó nha mọi người. Dạ. Chắc Nga cũng hợp với đôi này lắm. Bây giờ chắc mình phải nên chọn thêm quý vị à. Tại vì chủ người ta mời, người ta tặng mà mình không lấy người ta giận nha quý vị. Nên là mình phải lấy thôi. Nó là trải kim cương rồi đó. Mình phải mà. Trải kim cương mà người ta trải thì mình phải lấy chứ. Chờ không lấy kỳ lắm, mang tội. Thì đây bây giờ để chọn cái gì nè. Thì mới nãy đây nè. Rồi chọn cái này được không? Dạ. Cái mặt này xinh nè. Dạ, cái mặt này xinh đó. Rồi cái này rồi. Nó có concept của nó không? Giống như mình đeo một cái combo của nó giống như nhẫn bông tai nhẫn. Luôn á. Dạ. Để sao biết không? Cho nó vô combo mình đeo cái combo. Mình bước vô một cái event á, mình đi cái event sự kiện quý vị, cái nó trụ bà Thúy Nga bà giàu quá cho đâu biết bà đây hột xoàn giả với mẹ luôn. Đây mọi người, đây là một trong những sản phẩm trang sức mà dành cho những người thích đeo trang sức nhưng mà mình cũng không có cái tiền nhiều quý vị, thì mình đeo cái này là nghe nói thật không thua gì diamond quý vị, có nghĩa là cũng có thể gạt gẫm được mọi người luôn đó mọi người. Chỗ đẹp quá nha, đẹp đẹp nha mọi người. Chết cha, để em đeo cái này thử vô coi. Ê, cũng tươi quá nè. Sáng quá. Dạ rất là chiếu sáng thì anh ơi dìu em đi sáng. Cái này mà chị lên sân khấu chiếu ống ánh luôn. Trời ơi rất là đẹp nha mọi người. Đẹp mà chớ giới mặt mày luôn á. Không, nếu mà mới nãy hột xoàn cái bự quá mà giá trị cái 100.000 thôi. Nếu hột xoàn này tôi sẽ lấy bự hơn nữa. Có bự cái đầu bự chặt bá lên không? Bự chặt bá luôn. Bự như là con mắt của tôi không? Đã lấy rồi, lấy cho nó bự, cho nó đáng. Đúng luôn. Rồi, lấy một cái nó phải chà bá, nó phải đập trong mặt người ta vậy đó. Nó phải bằng cái hột mít á. Yeah. Đây, cái này đẹp nè quý vị. Nhưng mà cái này hơi rộng tay chị nha. Em làm sai được. Yeah. Em chỉnh được không? Dạ được, khi mà quý vị mua, chị Nga mua cái chọn cái mẫu nào em làm sai được hết. Ông chủ đại gia Philip, ổng nghĩ ra phải lấy cái tên là đại gia hột xoàn đi. Mình đổi tên đi, mình đừng lấy tên Philip nữa, mình lấy tên là Diamond đi. Anh Diamond anh đã tặng tiếp cho Nga một bộ trang sức nữa mọi người. Ồ, có combo, có cái nhẫn luôn nha mọi người. Bông tai luôn. Và đây là cái bông tai kẹp nha mọi người. Đeo bên hông này, rất là xinh xắn nha. Đây là Nga thử nha. Rồi, nhức đầu luôn. Rồi, vô cái dây chuyền nữa chị Nga. Đấy. Chị Trâm, đeo giùm em cái chị Trâm. Ôi, tôi không bao giờ đeo dây chuyền nhưng mà hôm nay thử trải nghiệm đeo dây chuyền có sao nè. Chắc chết quá. Đây mọi người. Nguyên cái concept của nó đây. Đây, hôm nay là Nga đeo một cái bộ trang sức này. Nó được kết hợp bằng bạc và vàng của Italy quý vị. Có nghĩa là một cái dây như vậy, nó có cái combo như vậy. Nó có cái bông tai này đeo rất là dễ thương. Nhưng mà bên này thì là anh chủ tiệm sáng nay anh gặp một gái đẹp, anh rối trí quá, anh cũng giao cho người ta bị lộn trí quý vị. Là đeo hai bên nó phải là lên đều hai cặp tai này, cái lên cái xuống là anh giao hàng bị lộn như mọi người. Thì đây là mọi người thấy là đây một cái cặp bông tai đeo lên với cái bộ này lên rất là xinh nha. Dạ. Rất là sang trọng và dễ thương ha. Đúng. Mà chị Thúy Nga, mỗi cái kiểu này là chỉ có 1-2 kiểu thôi. Cho nên cái kiểu chị mà lấy hôm nay á là ai mà muốn lấy nữa là phải chọn cái kiểu khác.
Ủa chứ không có kiểu thứ ba luôn hả? Dạ, không có chiếc thứ ba luôn. Rồi cái người mà người ta lấy lộn cái này á thì là... Thì thứ sáu người ta quay lại đây em đổi cho. À vậy hả? Dạ. Có nghĩa là Nga cũng thích cái đôi này quý vị, nhưng mà nó hơi bị chiếc này chiếc nọ, nhưng mà đeo cũng rất là đẹp mọi người. Em thấy đôi này cũng đẹp mà chị Nga. Ừ, để chị đeo thử đôi này nha. Lấp lánh kim cương luôn chị nha. Vàng nó rải từ trên đầu mà rải xuống cái chân luôn cái gì. Ở đây có mướn chị về bán luôn không? Chả chắc chả không nổi. Tôi về đây tôi có đeo hột xào mỗi ngày vậy nó ra lắm hơn. Dạ. Nó ra phong cách của mình lắm luôn. Sang trọng quý phái. Ừ, quý bà. Sang trọng quý phái nha mọi người. À đây giới thiệu quý vị, à, đây là một cái combo cũng là diamond. À, nhưng mà với một cái giá hú hồn luôn. Dạ. Ủa cái bộ này nhiêu vậy? Đó là nguyên một bộ luôn là 1,540 đồng. Dạ, nguyên một bộ. Nguyên một bộ này luôn, 1,540 đồng. Đây, mà giảm xuống 65% off cho fan của chị Thúy Nga thôi nha. Là bao nhiêu? Còn có 770 đồng thôi mà free shipping luôn nha. Đây mọi người, dạ. Đây là một cái concept trang sức rất là đẹp nha mọi người. Nhẫn diamond. À, viên này thì tôi cũng thấy là tầm nó cũng cỡ 5 carat đó chứ không ít đâu nha quý vị. Và cái cổ này thì nó cũng tầm cỡ 6 carat quý vị. Và đây là cái đôn tai này nha, chọn theo cái concept này cũng hợp. Nhưng mà vài bữa thì người ta tặng thì người ta tặng. Nói chung mình đeo trên người mình cái gì là người ta tặng hết quý vị. Đó là cái quy luật mà khi đón rước một nghệ sĩ tửng tửng như tôi tới đây. Chị thấy nghe dễ thương chứ mà. Thì là khi mà đã gắn trên người như vậy thì mọi người thấy không, rất là đẹp, nhưng mà chỉ có 770 đô thôi. 770 đô mà free shipping luôn. Trời ơi, thích thiệt là thích luôn mọi người ơi, thích quá. Tối nay ngủ trên hột xoa. Em có cả dương miệng. Nếu mà các bạn mới đạt giải hoa hậu mà cái dương miệng không hài lòng lắm, các bạn cũng thể đến đây thỉnh một cái dương miệng khác đội trên đầu. Chị Nga thỉnh về luôn, đội luôn. Trời ơi, yeah. Ta nói hả, đủ thứ trên cõi đời hết trơn á. Hôm nay em tự em trao giải cho em là nữ hoàng kim cương. Nữ hoàng kim cương, đúng rồi. Em tự đeo luôn mọi người, không ai đeo cho em hết trơn á. Nói chung cái tóc này hôm nay nó không phù hợp lắm với cái dương miệng này. Muốn đội dương miệng này phải bới tóc lên quý vị. Bới cao nó sẽ sang. Hôm nay Thúy Nga rất là cảm ơn Thúy Nga đến đây và đã được trải thảm hột xoàn từ trên đỉnh đầu cho tới cái thân luôn. Thì yeah. Cảm ơn Philip rất là nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn chị Nga. Cho Thúy Nga cảm nhận về đeo trang sức ngày càng nhiều thì nó nặng cỡ nào. Và hôm nay thì chúng ta có cái gì đặc biệt để mà có thể cho fan của chúng ta, khán giả và những người khách hàng mà thích về diamond thì là sẽ đến đây sẽ được cái quyền gì nè. Yeah. Mình nhắc lại lần cuối trước khi chào kết để cho mọi người rần rần phừng phừng lại đây liền nè. Thì hôm nay cảm ơn chị Thúy Nga đã tới ghé thăm tiệm của em, cho nên em tặng nhưng mà rất là hân hạnh và vui khi mà được tặng chị Thúy Nga đeo trên người trang sức. Thì hôm nay giá đặc biệt cho fan của chị Thúy Nga khi mà mua là được 65% off là trang sức Italy. Và kim cương là được thường bình thường là 40% off nhưng mà nay là 50% off. Đó, thì tùy cái loại. Và cái đặc biệt nhất là đã có quà tặng đặc biệt cho fan chị Thúy Nga. Đây em có sẵn chuẩn bị đây. Rồi cái gì vậy? Nguyên cái sớ gì vậy? Dạ. Tặng riêng cho fan chị Thúy Nga. Đây. Trời ơi, dễ thương là, quá mọi người. Nãy giờ là trải thảm kim cương đón chị Thúy Nga, giờ là trải thảm. Ôi. Cái này là chỉ có áp dụng ở đây và dành riêng cho áp dụng toàn thế giới cho fan nghệ sĩ Thúy Nga, gọi là tỏa sáng kim cương cùng nghệ sĩ Thúy Nga. À. Thì khi mà khách hàng mua trên 500 đô sẽ được tặng một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. À, có nghĩa là chỉ cần mua 500 đô thôi là phiếu. Đúng rồi. Thì giải thưởng gồm có cái gì? Là một cái chiếc nhẫn kim cương US One Diamond trị giá 5,000 đô. Wow. Trời ơi, nhức đầu chưa, mua 500 đô mà trúng 5,000 đô luôn quý vị. Rồi 10 cái giải thưởng lớn. Một cái giải đặc biệt là trúng 2 chỉ vàng 24K. Một giải đặc biệt chúng 2 chỉ vàng 24K. Trời ơi, cái gì mà nhức đầu lâu vậy? Rồi, 3 giải nhất, mỗi giải 1 chỉ vàng 24K. Trời ơi, nhức đầu lâu nữa. Và 5 giải nhì là mỗi giải một bộ trang sức Italy.
trị giá 500 đô. Đó, cái bộ mà giống như Nha đang đeo trên người nè quý vị. Rồi, bây giờ là cái số điện thoại, đặc biệt là bây giờ cái số điện thoại để cho mọi người có thể liên hệ thẳng trực tiếp gặp anh Philip luôn nha mọi người. Đây là 714-726-9911, thì cái số điện thoại nó sẽ chạy trên cái màn hình. Và ngày cái bốc thăm trúng thưởng là chị Thái Nga sẽ quay lại đây để mình bốc thăm trúng thưởng cho nó vui ha. Ủa gì hả? Là bắt đầu mình từ ngày nào vậy? Mình bắt đầu từ hôm nay luôn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, luôn. Có nghĩa là cái ngày bắt đầu Nga post clip lên là bắt đầu thực hiện luôn. Đúng rồi, là thực hiện luôn, là ai mua được 500 là được tặng, cứ 500 là được tặng một phiếu, 1.000 thì được tặng 2 phiếu. Có nghĩa là cái khi mà quý vị mà là vừa mở mắt ra xem cái video này của Nga là bắt đầu có chương trình bốc thăm trúng thưởng, mua quà bốc thăm trúng thưởng này nha quý vị. Và nó kéo dài cho tới ngày nào? Ngày thứ bảy, ngày 2 tháng 9. À, năm 2023. Lẹ dữ vậy hả? Có nghĩa là chỉ dòng trong vài tháng hè là chúng ta có kết quả trúng thưởng rồi mọi người. Dạ, quá vui luôn. Đây, nếu ví dụ như những người mở tiểu bang xa thì sao? Thì khi mà em ship đi, em sẽ kèm vô trong cái phiếu bốc thăm trúng thưởng luôn. Để em lấy cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. À, có nghĩa là cái phiếu bốc thăm trúng thưởng đó, khi mà mọi người ở tiểu bang xa mua là cũng sẽ nhận cái quà bốc thăm trúng thưởng nha quý vị. Dạ. Và nếu mà ai mà nhận được cái... Đây, cái ticket nó có trên cái mã số nè. Có nghĩa là cái ngày đó đó là Thúy Nga về về lại đây và sẽ mình làm cái bốc thăm trúng thưởng để biết cái người nào là sẽ là người nhận trúng thưởng nha quý vị. Có nghĩa là tháng 9 Thúy Nga sẽ đưa lại một cái clip để cho biết là nhân tố bí ẩn nào ở tại Cali ở tiểu bang sẽ được trúng thưởng nha quý vị. Thì hãy liên hệ với nhắn tin hoặc là điện thoại 714-726-9911 ha. Đây, đây là cái tiệm ở ngay chỗ Phước Lộc Thọ, trên lầu quý vị, đi lên lầu 1 nha. Tọa lạc ngay chợ Phước Lộc Thọ và chúng ta lên trên lầu có nhiều cửa hàng trang sức. Nhưng mà bước lên đây thì chúng ta sẽ tìm thấy được dáng dấp của anh Philip Huy, tại anh đẹp trai quá đó quý vị. Cảm ơn chị. Anh như nam thần nên là chúng ta sẽ nhìn thấy được. Rồi. Đây, xin cảm ơn chị Thúy Nga và cảm ơn các fan đã theo dõi cái kênh và xin ủng hộ cho PJ Jewelry. Và được trúng thưởng được đó mọi người nữa, được giảm giá này, mà trúng thưởng nữa. Anh chủ nên hiền lành quá, nên anh nói chuyện anh cứ cứ khúc khúc ngắn ngắn gì đó. Nhưng mà diễn tả hết ý là mua quà là có trúng thưởng quý vị, 500 đô thôi là chúng ta được nhận thưởng những món quà thưởng rất là có giá trị ha. Rồi Thúy Nga rất là cảm ơn Philip đã tặng cho Thúy Nga quá trượt soàn luôn nha. Giờ là đi về là chiếu, nhưng mà chị đi xuống thì nên cất trong hộp để cho nó an toàn. Ok, để em bỏ vô hộp rồi chị Thúy Nga. Đây là cái đồ của chị Thúy Nga nha. Rồi em bỏ vô trong. Khi mà các bạn mua thì sẽ được tặng một cái hộp cao cấp PJ Jewelry. Đây là cái đồ bông. Đồ bông này em mới thiết kế luôn nha chị Nga. Trời ơi. Ta nói tới đây chơi có chút xíu thôi đó mà mang cả mấy gara hột xoàn về luôn quý vị. Ngại quá. Lần sau em cứ tiếp tục phát huy như vậy giúp chị nha. Rất là vui với mọi người. Hôm nay là Thúy Nga đã được tặng một cái món quà ở tại đây, một đôi bông tai. Lý ra người ta tặng Nga nhiều cái sản phẩm rất là giá trị, nhưng mà Nga không có dám lấy. Nga chỉ dám lấy cái xương xương thôi, là bông tai giá trị 2.000 đô quý vị. Nhưng mà nếu mà fan của Thúy Nga coi cái chương trình này mà thích những cái sản phẩm ở đây và nhất thích là đeo cái mẫu bông tai giống của Nga thì đến đây hình như là chỉ discount còn đâu khoảng 1.500 gì đó. Dạ, mà được tặng 3 phiếu bốc thăm nữa. Đồ còn được tặng 3 phiếu bốc thăm nữa quý vị. Còn được trúng thưởng nữa. Trời ơi, sao đã dữ vậy trời. Rất là cảm ơn Philip rất là nhiều nha. Hôm nay là một cái ngày rất là vui. Em lucky quá luôn mọi người ơi. Đó. Thank you nha. Và một lần nữa thì hôm nay Nga rất là cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Và Thúy Nga xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tháng 9 để chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng ai là người trúng những cái món quà độc đáo hay là những món quà có nhiều giải thưởng, để chúng ta biết những nhân tố nào là ở tiểu bang nào nha. Thúy Nga xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye gì nè nó mới ra. Ha 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 ha.